Nhận định soi kèo bóng đá hôm nay giữa Hover với Man City diễn ra vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 22 tháng 9 tại sân Molino Stadium, Premier League 2020-2021. Lần đầu tiên sau một thập kỷ, người hâm mộ của Hover đã phải chứng kiến cảnh tượng đội bóng con cưng của mình phải dừng chân tại vòng 2 League Cup khi trong lần đón tiếp Stoke City đến làm khách ở vòng đấu vừa qua thì bấy sói đã để thua với tỷ số 0-1. Một trận đấu đầy đáng tiếc và cũng đáng trách đối với các học trò của huấn luyện viên Espirito Santo. Cụ thể họ đã thi đấu áp đảo hơn, đội bóng chỉ đang chơi tại giải hạng nhất rất nhiều, với 65% tỷ lệ cầm bóng và tung ra đến 10 pha dứt điểm. Thế nhưng trong hàng loạt cú dứt điểm đó, chỉ có một lần bóng đi trúng đích. Càng đáng tiếc hơn, khi chỉ còn ít phút nữa thì trận đấu đã được giải quyết bằng loạt đấu súng căng não, nhưng chỉ một phút lơ là đã khiến cho họ phải nhận lấy bàn thua đến ở phút 86. Trước đó tại Premier League, Hover đã có màn khởi động đầy ấn tượng khi có được chiến thắng trước Sheffield United với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà đối thủ. Đến với trận đấu cuối cùng ở vòng 2, Hover sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Man City đến làm khách. Một đội bóng luôn khiến cho họ chưa bao giờ đóng vai một đội bóng chiếu trên. Tuy nhiên ở mùa giải vừa qua, đội bóng của huấn luyện viên Espirito Santo đã không chỉ khiến cho giới bóng đá tại Anh phải bất ngờ, mà ngay đến cả giới mộ điệu trên toàn thế giới phải sửng sốt khi đánh bại nửa xanh thành Manchester sau cả hai lượt trận. Chính vì lẽ đó, Hover đang được người ta ví như khắc tinh của Man City, chứ không phải bất kỳ đội bóng nào khác nằm trong nhóm Big Six. Song đó, nói như vậy cũng không có nghĩa là bầy sói sẽ dễ dàng khiến cho lịch sử kể trên lặp lại một lần nữa. Dẫu cho đã có được chiến thắng đầy thuyết phục trước Sheffield United trong trận mở màn, nhưng đừng quên trong hai trận đấu trên sân nhà gần nhất của họ thì Hover chưa có được chiến thắng khi chỉ toàn phải nhận lấy thất bại. Vì vậy, chỉ cần ít nhất một trận hòa trước đối thủ cứng cựa như Man City lần này thì đây đã là thành công không nhỏ đối với thầy trò huấn luyện viên Espirito Santo. Phía bên kia chiến tuyến, với việc phải chinh chiến tại mặt trận Champions League vừa qua và kết thúc mùa giải muộn, thì Man City đã có được thời gian nghỉ ngơi lâu hơn, khá nhiều so với các đội bóng còn lại tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, điều này cũng góp phần làm cho huấn luyện viên Pep Guardiola phải nóng mặt khi chứng kiến đội bóng có nhiều khả năng cạnh tranh chức vô địch với mình nhất là Liverpool đã khởi đầu bằng 2 trận toàn thắng. Vì vậy, để không bị thua thiệt về điểm số ở thời điểm hiện tại so với nhà đương kim vô địch, thì Man City sẽ quyết giành lấy 3 điểm trong trận đấu đầu tiên của mình. Cũng như gã hàng xóm Manchester United, The Citizen đã hoạt động không mấy tích cực trong phiên chợ hè lần này, khi chỉ mới mang về tiền vệ Ferran Torres từ Valencia và Nathan Ake của Bournemouth. Tuy nhiên, chỉ với hai bản hợp đồng này thôi, cũng đủ để khiến cho các nhà cái xếp Man City vào chung hàng với Bayern Munich cho vị trí có tỷ lệ vô địch Champions League mùa này cao nhất. Trở lại chuyến hành quân lần này đến Molineux sẽ không có gì quá bất ngờ nếu như nói Man City vẫn tiếp tục là đội bóng chiếu trên trong cặp đấu này. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà họ được phép thiếu tôn trọng bầy sói. Cần biết ở mùa giải vừa qua, chính cái tên Hover đã chấm dứt chuỗi 17 trận không để thua với cách biệt quá 2 bàn của The Citizen và cũng chính đối thủ lần này đã khiến cho Man City dưới thời của huấn luyện viên Pep Guardiola lần đầu tiên chỉ cầm bóng ở mức 37% trong suốt kỷ nguyên Premier League. Vì vậy, sẽ không có gì gọi là oan uổng nếu như nói Man City sắp phải đối mặt với đội bóng kỵ dơ của mình. Tất nhiên, đội bóng nửa xanh thành Manchester sẽ không hề muốn những kết quả không tốt đẹp trong quá khứ ập đến với họ một lần nữa, đặc biệt là trong trận đấu mở màn mùa giải của riêng mình. Lần gần nhất Man City có được chiến thắng trên Molineux đã là chuyện của mùa giải 2011-2012, còn trong hai lần gần nhất đến làm khách trước Hover thì họ chỉ biết đến hòa và thua ra về. Càng đáng lo ngại hơn khi Kun Aguero sẽ không thể ra sân khi đang gặp chấn thương và hậu vệ Laporte vẫn đang trong thời gian cách ly. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Hover với Man City, tỷ lệ nổ tài của Hover đạt 10%, tỷ lệ thắng kèo đạt 40%, có 50% kết quả về lẻ. Hover ghi được 9 bàn, để thủng lưới 8 bàn, trung bình mỗi trận ghi 0,9 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Man City đạt 60%, tỷ lệ thắng kèo đạt 60%, có 60% kết quả về lẻ. Man City ghi được 28 bàn, để thủng lưới 8 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,8 bàn. Dự đoán kết quả Hover với Man City. Chọn kèo châu Á, Man City chấp 1 trái. Chọn kèo tài xỉu, tài 2 trái rồi 3 trái. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi betbank. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.